Chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi phần tin 24 giờ. Và sau đây mời quý vị theo dõi một bản tin có liên quan đến việc tài sản của ông Jeff Bezos bằng 2.3 triệu người Hoa Kỳ cộng lại. Kính thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng đều biết, người đồng sáng lập công ty Amazon Jeff Bezos đang sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên thì không ai nắm rõ số tiền chính xác thuộc về ông. Theo thống kê tỷ phú của Bloomberg thì Jeff Bezos có tài sản lên đến 127 tỷ Mỹ Kim, tức bằng tài sản của 2.3 triệu người Hoa Kỳ gộp chung lại. Vào hồi đầu năm thì tỷ phú Jeff Bezos đã được tạp chí Forbes mệnh danh là nhân vật giàu có nhất thế giới, vượt qua cả người đồng sáng lập viên Microsoft, tức là ông Bill Gates, và tổng giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Warren Buffett. Cựu phó tổng thống Hoa Kỳ nói về tình trạng biến đổi khí hậu tại New York. Cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Al Gore lại vừa tái xuất trước công chúng và một lần nữa ông lại đề cập tới tình trạng biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Vào ngày thứ Sáu, 9 tháng 3, cựu phó tổng thống Al Gore đã bày tỏ sự đồng tình đối với thống đốc tiểu bang New York Andrew Cuomo khi lên tiếng phản đối kế hoạch mở rộng các khu vực khai thác năng lượng trong vùng duyên hải phía đông của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông Al Gore cho biết việc mở rộng khu vực khai thác sẽ làm trì hoãn những nỗ lực đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, trong bối cảnh môi trường đang ngày một ô nhiễm và bị đe dọa bởi phẩm chất cuộc sống của người dân. Thống đốc Andrew Cuomo đã đề nghị chính quyền liên bang loại New York ra khỏi danh sách khai thác năng lượng gây tranh cãi nêu trên. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cho hay dịch bệnh Salmonella tại các tiểu bang của Hoa Kỳ có liên quan tới món xà lách thịt gà. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, viết tắt là CDC, vào ngày thứ Sáu 9 tháng 3 cho biết dịch bệnh nhiễm khuẩn Salmonella đang hoành hành tại 7 tiểu bang của Hoa Kỳ có liên hệ trực tiếp với món gà xà lách do thịt gà của công ty chế biến thức ăn Triple T Special Meat sản xuất. Những sản phẩm nhiễm khuẩn đã bày bán tại hệ thống của cửa hàng Freeway, tiểu bang Illinois, Iowa, Minnesota, Nebraska và South Dakota. Kể từ khi có người ngã bệnh, thì giới chức trách của công ty Triple T đã ra lệnh thu hồi tất cả những hộp chicken salad được bán từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 2. Tổng cộng 170 người đã ngã bệnh vì nhiễm khuẩn Salmonella. 62 người trong số này phải nhập viện điều trị. Tính đến nay vẫn chưa có báo cáo chính thức về số người tử vong. Cơ quan y tế của Hoa Kỳ, viết tắt là CDC, kêu gọi người dân nên vứt bỏ các hộp salad nhiễm khuẩn hoặc đem đến trả tại các cửa hàng. Vi khuẩn Salmonella nêu trên đặc biệt rất nguy hiểm đối với người cao tuổi và trẻ em. Công ty Snapchat sẽ sa thải 120 kỹ sư. Nhiều nhân viên làm việc tại công ty công nghệ Snapchat theo dự trù sẽ phải đi tìm công ăn việc làm mới. Hãng thông tấn CNN vào thứ Sáu dẫn lời một nguồn tin nội bộ cho biết Snapchat đang có kế hoạch sa thải hơn 120 nhân viên, hầu hết đều thuộc giới kỹ sư. Công ty mẹ của Snapchat cho biết những người bị cho thôi việc sẽ nhận được thư báo trong vài ngày sắp tới. Hiện vẫn chưa rõ khu vực nào sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt sa thải lần này. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo có liên quan đến đời sống cho hay diễu hành mừng ngày quốc tế phụ nữ tại thành phố Sydney của Úc Quốc. Hàng trăm người dân bản xứ đã cùng nhau xuống đường để tuần hành đánh dấu ngày quốc tế phụ nữ tại thành phố Sydney của Úc Quốc vào ngày thứ Bảy ngày 10 tháng 3. Chủ đề của cuộc diễn hành năm nay có nội dung kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực ở nữ giới, ở chốn học đường, cơ sở làm việc và gia cư. Những người tham gia biểu tình đã quy tụ về công viên Hyde Park trước khi tuần hành ngang qua trung tâm của thành phố Sydney. Trên tay cầm theo nhiều tấm biểu ngữ, lên án tình trạng bạo hành phụ nữ ở Úc Quốc nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Không chỉ ở Úc Quốc, nhiều sự kiện mừng ngày quốc tế phụ nữ cũng được tổ chức tại nhiều thành phố lớn trên toàn cầu. Thưa quý vị, đạo diễn Guillermo del Toro quay trở về quê nhà Mễ Tây Cơ. Đạo diễn tài ba vừa đoạt giải Oscar Guillermo del Toro đã quay trở lại quê nhà, tức là thành phố Guadalajara của Mễ Tây Cơ vào thứ Bảy 10 tháng 3 để tham dự một buổi họp báo cũng như tham gia vào một lớp dạy chỉ đạo diễn xuất sau khi bộ phim The Shape of Water của ông mang về nhiều thành công vang dội tại Hoa Kỳ. Đây là lần thứ tư một người Mễ Tây Cơ được trao tặng giải thưởng Oscar ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất trong vòng 5 năm qua. Đạo diễn Guillermo del Toro cho biết,
Ông hy vọng có thể dùng tấm ảnh hưởng của mình để truyền cảm hứng cho những nhà làm phim trẻ tuổi đầy triển vọng tại Mỹ Tây Cơ. Trong chuyến trở về lần này, đạo diễn Del Toro đã tới tham dự Đại hội Điện ảnh Quốc tế Guadalajara. Đạo diễn Del Toro bắt đầu làm phim ở Mexico vào thập niên 1990. Khi đó, nền điện ảnh của quốc gia này vẫn chưa mấy phát triển. Hiện tại, mỗi năm, Mexico cho ra đời trên dưới 150 bộ phim. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Xuân Nam và Thi Nhung. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí sau một vài thông tin thương mại của các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình.